À, thì bây giờ này bắt đầu thì thầy sẽ dựa trên cái danh sách hôm trước, thầy gửi cái đường link cho lớp mình đăng ký nhóm đó. Thì thầy hồi trưa là thầy đã chốt cái form rồi. Thì theo cái danh sách đăng ký nhóm á, thì thầy thấy có một số bạn là submit lên tới 2 lần á, submit lên 2 lần thì nó trùng nhau, thì thầy câu thật là một Thầy ơi, bạn thầy rồi sao mà là nói ai ồn quá. em có một nhóm có một mình nên em xin vô nhóm được thầy. Rồi để thầy từ bạn nào mà chưa có nhóm mà một mình á thì thầy sẽ sắp xếp á. Hồng Hiệp tắt mic giùm thầy cái để ồn quá, bên đó có tiếng ồn nó lọt nhiều quá. Rồi thế này, bây giờ thầy trước tiên thầy sẽ chốt các cái nhóm mà đủ người và ok trước hết, rồi sau đó những cái bạn ví dụ như một mình một nhóm ví dụ như Đoàn Nhật Trường một mình này, Hồng Hiệp một mình này, thì những bạn này nếu có được thì thầy sẽ cho làm chung ví dụ Trần Chí Linh này, ví dụ ba bạn này chưa có nhóm, mỗi người rồi thành thành nhân nói đi em. Dạ, thầy cho bạn Hiệp vô nhóm của em được không thầy? Nhớ em có ba Thành người à. rồi, được được Dạ. thì vậy là bạn Đặng Hồng Hiệp đúng không? Dạ. Hồng Hiệp vô nhóm của Thành Nhân. Thành Nhân là Không các phải bạn là Lê Hoàng á thầy. Em coi nó là kế bên luôn á thầy. Ở dưới luôn thầy. rồi 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 Được rồi. Hồng Hiệp là vô nhóm của Huy Hoàng luôn đúng không? Dạ. Dạ. Nhóm này là 4 người là đủ luôn ha. Dạ. Rồi từ từ mới nói. Vậy là Hồng nhóm này là 4 người ha. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi bây giờ này, thầy sẽ lướt từ trên xuống nha. Nhóm nào chốt ok thì thầy sẽ chốt luôn ha. Nhóm nào đủ 4 thầy chốt luôn. Còn ví dụ nếu có sự thay đổi gì đã thì giờ cứ bấm giơ tay lên thì phát biểu ha. Hoặc tự unmute là phát biểu cũng được. Rồi, ví dụ nhóm đầu tiên ha. Đinh Quang Vinh, Nguyễn Thành Vương, Trần Quốc Thịnh và Trương Hoàng Tuấn. Nhóm này mình có đây không em? Có bạn nào đại diện nhóm không? Một người thôi cũng được. Có thầy ơi. Rồi nhóm này có đúng không? Quốc Thịnh rồi, thầy thấy Quốc Thịnh rồi. Rồi vậy là nhóm này đủ 4 người nha, thầy chốt này là nhóm một nha em. Rồi thầy. Rồi nhóm một. Rồi tiếp theo nhóm thứ hai thầy thấy là Ngô Tấn Huy, Bùi Chí Thiện, lại Võ Anh Khoa, Võ Duy Khang. Nhóm hai này có bạn nào Chốt đại rồi diện? thầy ơi. Chốt Rồi thầy ơi. Chí Thiện rồi, thầy thấy có Chí Thiện rồi. Nhóm hai nhóm hai chốt. Nếu cái gì mà mấy em mà cứ cuối cùng thầy trước khi thầy chốt kết thúc á thì thầy sẽ cho các nhóm mình có yêu cầu gì thì cứ nói nha. Còn bây giờ tạm thời thì nhóm nào ok chốt thì chốt, còn ví dụ không ok thì báo thầy biết liền. Rồi khúc cuối có thay đổi thêm nữa thì thầy sẽ chốt lại nữa. Rồi thứ ba là Nguyễn Công Danh, Phạm Gia Huy, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Văn Đà, hình như nhóm này có thay đổi này. Dạ, thầy xóa nhóm đó giùm em đi thầy. Rồi xóa luôn nha. Em có làm một dạ em có làm rồi một nhóm rồi nhóm mới công nữa. danh rồi công danh nhóm này thầy yêu cầu xóa đúng không? Xóa cái nhóm này. Rồi tiếp theo hàng thứ ba là Nguyễn Bá Thiện, Huỳnh Lê Trọng Đạt, Nguyễn Huỳnh Tấn Đạt, Nguyễn Minh Hiếu. Rồi này nhóm là nhóm ba, có bạn nào đại diện nhóm ở đây không? Có thầy ơi. Rồi Bá Thiện đúng không? Rồi nhóm này nhóm Dạ. ba ha, nhóm ba ok đúng không? Chốt nha. Rồi tiếp thứ tư là nhóm 4 này, Trần Tiến Dũng, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Duy, Phan Minh Thuận. Nhóm này các bạn nào ở đại diện không? Bạn nào đại diện thì bật Dạ mic có lên thầy nói. ơi. Rồi Tiến Dạ Dũng có. rồi thầy thấy Tiến Dũng các bạn rồi. Rồi nhóm này nhóm 4 nha, thì phải có bạn trong nhóm đại diện thì trả lời thì thầy mới chốt được. Rồi chốt 4 nhóm rồi ha. Rồi nhóm 5, Lê Ngọc Thiện, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Đức Trung. Nhóm năm có bạn nào đại diện không? Có thầy ơi. Rồi Ngọc Thiện rồi nhóm năm á. Rồi nhóm này có Trung này, Hùng Anh, Minh Quân, Tiến Đạt. Hùng Anh là bị trùng ở dưới hay sao ha? Của Hùng Anh Nhóm gửi 2 lần đó thầy. à, rồi gửi 2 lần đúng không? Nhưng mà để Dạ. tiếp à, đừng đừng mấy đứa đừng có
đừng có dùng cái con cả quẹt lung tung nó bị dính cái màu lên màn hình đó. À, Hồng Anh vừa dưới rồi trên. À đây là đổi đi, chỉ có đổi thứ tự thôi đúng không? Còn kỳ cả này. Dạ, nó gửi hai lần. Rồi, gửi hai lần. Rồi bây giờ thì xóa bớt một hàng ha. Dạ, dạ. Minh Quân là đại diện nhóm trả lời ha. Rồi, vậy nhóm là Hồng Anh, Minh Quân, còn kỳ là Tiến Đạt. Nhóm này là thầy đặt là nhóm 6 nha. Mình nhớ cái thứ tự của dạ. Sáu chốt luôn ha. Rồi nhóm này cũng gửi hai lần thì sáu một cái nha. Rồi vậy nhóm bảy Tấn Quý nè, Phan Ngọc Phú, Bùi Ngọc Đức, Nguyễn Ngọc Phát. Nhóm bảy có bạn nào đại diện ở đây có rồi. Rồi Quý Duy Ngọc, rồi Ngọc Phú. Rồi nhóm mình là nhóm bảy nha em. Dạ rồi ba anh em đây. À nhóm này cũng submit hai lần này, nhưng mà đánh mỗi lần gõ mỗi kiểu ha. Dương Thanh Quyền, Phạm Minh Nhân, Nhân hay Nhận, Trần Minh Tú. Nhóm này có đại diện không? Dương Thanh Quyền. Có này. Rồi Quyền. Đánh tên này đánh có ghi ho được gì cho em? Sửa lại nha, Dương Thanh Quyền. Phạm Minh Nhân, Minh Nhân hay Minh Nhận, ở dưới là gã Nhận mà Minh trên Nhân là Minh Nhân đúng không? Minh Nhân thầy. Dạ. Rồi Trần Minh Tú, Minh Tú có đây không? Thì có thôi. Rồi nhóm mình là đủ, món mình mới ba người thôi. Có thêm bạn nào vô hay là? Minh Tú. Rồi nhóm này ba người ha. Rồi là nhóm là nhóm 8 nha. Chốt nhóm này nhóm 8. Nếu các bạn nào muốn xin vô nhóm thì báo thầy biết ha. Rồi phải hỏi nhóm đó đồng ý cho vô. Thầy ơi, cho em vô, xin vô nhóm 8 đi thầy. Rồi, từ, bạn nào xin vô nhóm 8? Phúc Lê em là gì? Lê Văn Phúc à, em chưa có đăng ký cái đó luôn à. Sao bữa giờ thầy để cái form bữa giờ mà không đăng ký? Em đọc thôi chứ em không có để dưới cái link đó à. Rồi, bây giờ nhóm này có đồng ý không? Dương Thanh Quyền, Phạm Minh Nhân, Trần Minh Tú. Mấy bạn nhóm này có đồng ý cho bạn Phúc vô không? Phải nhóm nó đồng ý mới được nha. Có thầy. Bảo. Ủa? Có thầy ơi. Lân Hồ Bảo đâu có thuộc nhóm này đâu, sao cha nó vô được. Anh Quyền, Minh Nhân với Minh Tú nè, có cho bạn Phúc vô. Được thầy. Được đúng không? Nhân rồi. Dạ. Rồi. Phúc là gì Phúc? Nhân Phúc thầy. Cái gì Phúc thầy đúng Lê không? Văn Phúc ạ. Rồi, Lê Văn Phúc. Lê Văn Phúc. Rồi. Rồi vậy nhóm này nhóm 8 ha. Lê Văn Phúc, Dương Thanh Quyền nè, Minh Nhân, Minh Tú, Văn Phúc. Rồi tiếp nhóm số 9 là Trí Tòn, Bá Trình, Thành Cầm và Quang Quy. Rồi nhóm này là nhóm số 9 nha. Nhóm 9 có đại diện nè. Có thầy ơi. Rồi Cầm, Tòn. Rồi nhóm mình là nhóm số 9 nha em. Dạ dạ. Rồi tiếp nhóm tiếp theo là nhóm Nguyễn Huỳnh Nhạc Huy, Nguyễn Trọng Đại, Hàn Tuấn Kiệt, Lê Đại Thắng. Rồi nhóm mình là nhóm 10, có đại diện bạn nào ở đây không? Dạ có thầy. Nhóm mình là nhóm 10 nha. Dạ. Tiếp theo là nhóm 11. À nhóm 1 có bạn Nguyễn Thanh Bình này bị trùng nè. Rồi này submit 2 lần.
Bây giờ nhóm này bây giờ là theo cái submit mới đó đúng không? Cũ mới như giống nhau hết. Ê, em chưa có nhóm thầy ơi. Từ từ từ, bạn nào chưa có nhóm từ từ nha. Nguyễn Thanh dạ. Bình. Nguyễn Thanh Bình có nhóm rồi mà. Nguyễn Thanh Bình thì thấy cái này. Chính Nguyễn Thanh Bình là đăng ký mà đúng không? Dạ dạ. Nguyễn Văn Lợi em. Bùi Thanh Cao. Bùi Thanh Cao. Rồi, vậy là nhóm này là bạn nào nhóm trưởng thấy ban đầu là ghi mình nhóm trưởng đúng không? Dạ, dạ đúng rồi thầy. Ở dưới này là trùng thôi thầy, xóa cái dưới nha. Này trùng. Dạ. Này là... Cứ đánh tên mà đánh đi không chịu đi ho lên. Rồi vậy là nhóm à, cái Zoom nó chuẩn bị nó out trong vòng 10 phút á. Thì khi nào nào thầy sẽ bật Zoom lại lên cho mấy em vô lại ha. Rồi vậy là nhóm 11. Rồi nhóm mình đại diện là Thanh Bình có rồi đúng không? Nhóm 11 là gồm có là Thanh Bình nè, là em, Thanh Cao, Thái Vương. Nhóm 11 ok không? Các bạn nào có khiếu nại gì nhóm 11 này không? Không thầy ơi. Long Bảo thầy ơi. Hồ Bảo Long, Hồ Bảo Long sẽ tách hít dùm thầy cái tiếng hồn nó lên lọc. Thầy tắt đi thầy ơi, để bạn không biết tắt á thầy. Ngủ mất rồi thầy ơi. Còn sao nó cứ on cái hồn vô lại vậy. Rồi. Vậy là nhóm 11, Thanh Bình, Lợi Em, Thanh Cao, Thái Vương. Nhóm này ok đúng không? À, yep. Dạ ok thầy. Nhóm 12. Nhóm 12 là có Văn Đà, Gia Khiêm, Vĩnh Khiêm, Thiện Chí. Nhóm 12 các bạn okay, là đại diện Thiện Chí. Dạ, rồi. Okay, rồi. Nhóm 12 thầy chốt là bốn bạn này. Rồi sao có một cái submit này không có câu trả lời thầy xóa nha. Sẽ thích trống không có người ha. Rồi một cái submit một mình và Thành Nhân. Rồi sau đó lại có một cái này. Vậy là Thành Nhân chắc là đằng đầu submit sai thì xóa nha. Em test đó thầy. Rồi vậy là nhóm tiếp theo nè. Nhóm tiếp theo là gồm có là Thành Nhân, Đạt Huy, Huy Hoàng với Hồng Hiệp. Rồi nhóm này có chốt luôn là nhóm 12, nhóm 13 ha. Đại diện Thanh Văn đó rồi đúng không? Dạ. Yeah. Nhóm này không phiếu nại gì hết à. Rồi 13 ha. Có phiếu nại là số 13. Có phiếu nại số 6 thì nói thầy đổi lại. Rồi. Tiếp nhóm tiếp theo, nhóm 14 là gồm có Hữu Nghĩa, Minh Tiến, Minh Tuấn, Thanh Nhật. Rồi nhóm này các bạn là đại diện không? Đại diện online biết. Rồi Hữu Nghĩa. Ok. Rồi nhóm này ok, nhóm 14. Rồi nhóm nào dưới cùng lại ghi nhóm kính thức gì đây? Rồi Công Danh này, Gia Huy, Việt Hùng, Minh Thái. Nhóm này nhóm chính thức cuối cùng, được chưa? À, không có bạn Đà đúng không? Rồi nhóm này là nhóm 15. Nhóm 15 có phiếu nại gì không? Công Danh, Gia Huy, Việt Hùng, Minh Thái. Các bạn nào đại diện không? Bạn nào đại diện trả lời giùm thầy nha.
Hello. Dạ được thầy ơi. Rồi nghe hơi. Rồi nhóm này 15 ha. Rồi 16 là cái một mình Trần Chí Linh. Chí Linh cả đây không? Chí Linh cả đây. Rồi. Chí Linh. Rồi Nhật Trường, Nhật Trường cũng chưa cả nhóm. Nhật Trường cả đây không? À đầu Nhật Trường cho em vô chung với thầy. Rồi, Trường với Linh chung nhóm nha. Hai bạn tự liên hệ với nhau để kết hợp ha. Còn thầy cha vô chung trên này nha. Rồi, Trường chung với Chí Linh luôn. Nguyễn Thành Trung đó thầy. Nguyễn Thành Trung. Nguyễn Thành Trung chưa cả nhóm đúng không? Bảo cho em vô chung với đồng thầy. Từ chờ thầy đi. Nguyễn Thành Trung. Rồi, nhóm này 3 người, còn bạn nào muốn vô nữa không? À, Chí Linh với Nhật Trường cho Thành Trung vô luôn ha. Dạ. Yeah. Rồi những bạn nào chưa có nhóm thì mình cứ đăng ký tham gia vô cũng được. À. Sáu. Rồi nhóm này thì vừa mới yêu cầu vô thì chắc là ok rồi ha. Rồi tiếp. Bạn Hồ Bảo Long ở trong phần chat có yêu cầu thầy. Chat hả? Sao không bật mic lên nói thì nghe cho nó nhanh, nó không chat thì đâu có bật lên rồi. Ít lớn xíu hả? Ủa thầy nói nhã hả? Sợ nói ta nhiều khi. Rồi có nhiều khi cái bạn lo bạn đã nhã chứ thầy nói bình thường, bữa giờ nói bình thường đâu ai yếu kiến nhã đâu. Rồi có bạn là Hồ Bảo Long có nhóm chưa? Em chưa có nhóm gì đây. Hoàng Hiếu. Mít bị gì? Long mít bị gì hả? Rồi giờ Long là muốn vô nhóm chung nhóm này đúng không? Hồ Bảo Long nè. Rồi Long vô trong nhóm chung với nhóm Hồ Bảo Long đúng không? Nhóm này 4 bạn. Rồi mấy bạn kia ok cho bạn vô luôn nha. Còn là không có nhóm thì mình vô chung nhau đi. Rồi nhóm 16 có ai khiếu nại ý kiến gì không? Có khiếu nại thì báo thầy ha. Rồi nhóm 16 không khiếu nại ha. Rồi mình còn 3 phút nữa thì nó sẽ tự out room. Thầy sẽ tạo room lại mới ha. Rồi Hồ Đình Tiến chưa có nhóm. Đình Tiến chưa có nhóm, thầy điền riêng ở dưới đây nha. Bạn nào nói được thì nói cho nó nhanh nha, thì đỡ cái công đọc chat ha. Hồ Đình Tiến. Em chưa có nhóm mày ơi. Ai bạn nào? Hoàng Hiếu hả? Ai ạ? À? Đặng Lê Hoàng Hiếu. Rồi chưa có nhóm. Mấy bạn chưa có nhóm thầy sẽ cho chung nhau ha. Rồi tạm thời từ từ để ha. Thì chốt cái nhóm này luôn. Nhóm 17 nè. Võ Đình Khoa, Trần Quốc Đạt, Đào Hoài An, Phạm Tuấn Sang. Nhóm này ok chưa? Ok thầy ơi. Rồi Võ Đình Khoa chốt danh sách nhóm rồi nha. Rồi chờ nhóm 18 nè. Nhóm 18 hiện giờ có 2 bạn. Nhóm 18 là cá Hồ Đình Tiến với Đặng Lê Hoàng Hiếu. Còn ai chưa có nhóm không muốn vô? Các bạn nào chưa có nhóm muốn vô thì báo thầy ha. Kim đừng có nói bài vậy ha Kim. Sao lại suối bạn nghỉ học đi là sao? Rồi hiện tại là mình có là 18 nhóm. À đủ 70. Rồi hiện tại 70 người online hiện giờ là có đủ hết. Đủ vô các nhóm hết rồi. Rồi, còn một bạn Phan Đình Tú đó thầy. Phan Đình Tú. Đình Tú à? Sao có online đâu không thấy. Phan Đình Tú có online đâu? À có trong danh sách lớp nhưng mà không thấy online à? Dạ đúng rồi thầy. Đình Tú. Rồi tạm thời thầy điền vô đây. Nhưng mà không có nó điền vô đây nhiều khi nó không chịu sao. Thầy điền có thể nó không online được á.
nếu mà có gì xóa ra. Hôm trước thì nhớ lớp mình là 71, em là người cứu nữa chắc cũng vẫn mất. Rồi chỉ nhóm 18. Dạ. Thầy ơi. À, sai. Em muốn làm một mình đúng không thầy? À, bạn nào tên gì? Hồ Đình Tiến thầy. À, Hồ Đình Tiến muốn làm mình hả? Rồi vậy cho Đình Tiến làm mình. Rồi vậy Hoàng Hiếu với Đình Tú chung một nhóm nha. Đình Tiến làm một mình. À, tại nhiều khi các bạn muốn làm một mình thì cũng không chịu thôi. À, nhưng mà chịu khó làm, tìm hiểu thôi. Dạ. Vậy Hoàng Hiếu nếu mà không bạn Tú kia mà nó không tham gia thì Hoàng Hiếu cũng làm một mình á. Tại vì không có thể kết hợp với nhau thì mày không ép buộc được á. Cái này là không không thể ép buộc được. À. Thì là Đình Tiến là nhóm 19 nha. Nhưng mà thực ra cái đồ án là mình làm chung tại vì nó có cái yêu cầu về gọi là làm việc nhóm. Làm việc nhóm mà nếu làm một mình thì sau này ra làm nhiều khi mình cũng không có làm việc chung được với ai, mình cũng không có. Rồi tạm thời cái rớt buộc mình nó dễ hơn thầy ơi. Rồi